Anh chàng này thường đến các viện dưỡng lão để tạo ra những trò chơi vui nhộn và chơi cùng với những người già ở đó. Những trò chơi này trông thực sự thú vị, không chỉ giúp cho họ vui vẻ, anh ta còn thiết kế chúng để giúp họ vận động, như một bài tập thể dục để giữ cho họ được khỏe mạnh, và bạn có thể thấy tất cả họ trông đều rất thích thú. Thật là một việc làm ý nghĩa để giúp cho ngày của những người cao tuổi bớt cô đơn và nhàm chán hơn.